Như vậy là Iran đã phóng một loạt hàng trăm hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào Israel vào tối thứ Ba, đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng giữa hai quốc gia. Cuộc tấn công này được Iran tuyên bố là để trả đũa cho cái chết của các lãnh đạo Hezbollah và Hamas, đã gây ra làn sóng lo lắng trên toàn cầu về khả năng xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn tại Trung Đông. Theo thông tin từ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, khoảng 180 hỏa tiễn đạn đạo đã được phóng đi, nhắm vào ba căn cứ quân sự gần Tel Aviv. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel IDF khẳng định đã đánh chặn thành công phần lớn số hỏa tiễn này, chỉ có một số ít tác động được vào lãnh thổ Israel. Cuộc tấn công đã gây ra tình trạng báo động trên khắp Israel, buộc người dân phải di tản vào các hầm trú ẩn. Mặc dù thiệt hại vật chất và nhân mạng được báo cáo là hạn chế, với chỉ một người Palestine thiệt mạng do mảnh đạn ở bờ Tây, nhưng tác động tâm lý và chính trị của sự kiện này là rất lớn. Trong khi đó, tại Iran và một số khu vực ở Trung Đông, cuộc tấn công đã được chào đón với những màn ăn mừng. Hình ảnh người dân Iran đổ ra đường phố ở Tehran và các thành phố khác, vẫy cờ Hezbollah và hô vang những khẩu hiệu chống Israel và Mỹ đã được truyền thông nhà nước Iran phát sóng rộng rãi. Phản ứng từ cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng được đưa ra. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jack Sullivan gọi cuộc tấn công là thất bại và không hiệu quả. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Mỹ đã thực hiện cam kết bảo vệ Israel. Ông Austin cũng kêu gọi Iran ngừng các cuộc tấn công tiếp theo và cảnh báo rằng Mỹ sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích của mình và đồng minh ở Trung Đông. Tình hình hiện tại đặt ra nhiều câu hỏi về bước tiếp theo của Israel và phản ứng của cộng đồng quốc tế. IRGC đã cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Israel trả đũa, trong khi Israel và các đồng minh của họ đang cân nhắc các phương án đối phó. Thưa quý vị, chỉ vài giây sau cuộc tấn công, Israel đã triển khai hệ thống chống hỏa tiễn nhiều lớp nổi danh của mình để đánh chặn hỏa tiễn của Iran và phát còi báo động không kích khi người dân chạy vào hầm trú bom. Theo đó, Israel đã đánh chặn hỏa tiễn thông qua hệ thống phòng không Iron Dome vòm sắt được xây dựng để đánh chặn các hỏa tiễn tầm ngắn không dẫn đường do Hezbollah và Hamas thường xuyên bắn tới. Tuy nhiên, lần này, hỏa tiễn đạn đạo của Iran được bắn ở độ cao hơn nhiều. Do đó, điều này đã thúc đẩy Israel triển khai các hệ thống đánh chặn khác, bao gồm David Sling, Arrow-2 và Arrow-3. David Sling và Arrow cùng với Iron Dome đã được Israel sử dụng lần cuối vào tháng 4 năm ngoái để đánh chặn hơn 300 máy bay không người lái, hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn hành trình do Iran phóng đi. Iron Dome do Rafael Advanced Defense System của Israel phát triển với sự hỗ trợ của Mỹ, hệ thống Iron Dome đã đi vào hoạt động vào năm 2011. Hệ thống này được thiết kế riêng để đánh chặn các hỏa tiễn tầm ngắn không dẫn đường do Hezbollah và Hamas thường xuyên bắn tới. Hệ thống này xác định xem hỏa tiễn có đang đi vào đúng hướng có thể tấn công khu vực đông dân cư hay không. Nếu không, hỏa tiễn sẽ bị bỏ qua và được phép hạ cánh mà không gây hại. Iron Dome ban đầu được quảng cáo là cung cấp phạm vi bảo vệ quy mô thành phố chống lại các hỏa tiễn có tầm bắn từ 4 đến 70 km, tương đương 2,5 đến 43 dặm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tầm bảo vệ này đã được mở rộng. David Sling. Hệ thống David Sling tầm trung được thiết kế để bắn hạ các hỏa tiễn đạn đạo được bắn từ khoảng cách từ 100 đến 200 km, tương đương 62 đến 124 dặm. Được phát triển và sản xuất chung với Rafael Advanced Defense System thuộc sở hữu nhà nước của Israel và US RTS Corps, trước đây gọi là Raytheon. David Sling cũng được thiết kế để đánh chặn máy bay không người lái, UAV, drone và hỏa tiễn hành trình. Arrow-2 và Arrow-3. Các hỏa tiễn đánh chặn tầm xa Arrow-2 và Arrow-3 được Israel phát triển với mục tiêu là ngăn chặn các mối đe dọa hỏa tiễn từ Iran. Các hệ thống này được thiết kế để chống lại các mối đe dọa cả trong và ngoài khí quyển, và chúng hoạt động ở độ cao cho phép phân tán an toàn bất kỳ đầu đạn không thông thường nào. Israel Aerospace Industry thuộc sở hữu nhà nước là nhà thầu chính của dự án, trong khi Boeing Company của Mỹ tham gia sản xuất các hỏa tiễn đánh chặn. Trong khi đó, Israel đã tuyên bố sẽ trả đũa cuộc tấn công của Iran, nói rằng họ sẽ đáp trả vào thời điểm và địa điểm mà họ lựa chọn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đã thất bại và Iran sẽ sớm học được một bài học đau đớn. Bất kỳ ai tấn công chúng tôi sẽ tấn công đáp trả, ông nói. Tuy nhiên, Iran cũng cảnh báo rằng họ sẽ thực hiện các cuộc tấn công dữ dội hơn vào Israel nếu nước này trả đũa cuộc tấn công bằng hỏa tiễn. Trong một diễn biến đáng chú ý, lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa công bố quyết định triển khai thêm sư đoàn 36 tham gia các hoạt động trên bộ ở miền Nam Liban, đánh dấu một bước leo thang quan trọng trong cuộc xung đột đang diễn ra. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi sư đoàn 98 đã bắt đầu hoạt động trong khu vực vào đêm thứ Hai vừa qua, cho thấy Israel đang gia tăng áp lực quân sự đối với Hezbollah.
Mặc dù IDF mô tả các hoạt động trên bộ ở miền nam Liban là các cuộc đột kích có giới hạn, cục bộ và có mục tiêu, nhưng quy mô và cường độ của chiến dịch dường như đang gia tăng đáng kể. Mục tiêu chính của chiến dịch được công bố là phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah trong khu vực biên giới, một động thái nhằm giảm thiểu các mối đe dọa an ninh đối với lãnh thổ Israel. Đáng chú ý, IDF đã đưa ra lệnh di tản khẩn cấp đối với người dân tại 24 ngôi làng ở miền nam Liban. Đại tá Avichai Adria, người phát ngôn tiếng Ả Rập của IDF, đã đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, kêu gọi dân thường Liban rời khỏi nhà của họ ngay lập tức vì lý do an toàn. Ông nhấn mạnh rằng IDF không mong muốn gây hại cho dân thường, nhưng cảnh báo rằng bất kỳ ai ở gần các chiến binh Hezbollah, cơ sở hoặc vũ khí của họ đều đang đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Lệnh di tản này không chỉ giới hạn ở việc di chuyển ra khỏi các ngôi làng. IDF còn đặc biệt cảnh báo người dân không được di chuyển về phía nam mà phải hướng về phía bắc để bảo đảm an toàn. Đồng thời, quân đội Israel cũng cấm mọi hoạt động di chuyển bằng phương tiện từ phía bắc sông Litani xuống phía nam. Hôm qua, IDF đã ban hành lệnh tương tự tới 28 ngôi làng khác ở miền nam Liban. Động thái này của Israel đã gây lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo tiềm tàng trong khu vực. Mặc dù IDF cam kết sẽ thông báo cho người dân khi họ có thể trở về nhà, nhưng tình hình bất ổn hiện tại đang đặt ra nhiều câu hỏi về thời gian và khả năng người dân có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Các quan chức quân sự Israel khẳng định rằng họ có ý định kết thúc các hoạt động này càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, với việc triển khai thêm lực lượng và mở rộng phạm vi hoạt động, nhiều chuyên gia lo ngại rằng cuộc xung đột có thể kéo dài và leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cả hai bên và khu vực Trung Đông nói chung. Khi còi báo động không kích vang lên ở Jerusalem tối 1 tháng 10, hàng trăm người đang đứng chờ ở bến xe buýt trung tâm phía tây thành phố, nhanh chóng xuống hầm trú ẩn theo hướng dẫn của các binh sĩ Israel. Một số người tập trung ở bãi đổ ô tô ngầm, đóng vai trò là nơi trú ẩn khẩn cấp, đọc kinh thánh và cầu nguyện, trong lúc những người khác chăm chú theo dõi thông tin trên điện thoại. Bộ Ngoại giao Israel cho biết khoảng 10 triệu người trên khắp đất nước đã phải xuống hầm trú ẩn khi Iran tiến hành đợt tập kích quy mô lớn bằng nhiều hỏa tiễn các loại, trong đó có hỏa tiễn đạn đạo và siêu vật âm. Nhiều tiếng nổ vang lên từ trên bầu trời, dấu hiệu cho thấy hệ thống phòng không Israel đang đánh chặn hỏa tiễn Iran. Những tia sáng lóe lên từ phía đông giữa bầu trời đen kịt, tiếng nổ vang vọng khắp thành phố. Quân đội Israel tuyên bố đã phối hợp cùng các đồng minh Mỹ, Jordan đánh chặn phần lớn hỏa tiễn Iran. Một số quả đạn lọt lưới phòng không lao xuống mặt đất, nhưng không gây thương vong đáng kể cho dân thường. Một người thiệt mạng và hai người bị thương trong trận tập kích. Trong hầm trú bom ở quận Musrada, phía tây Jerusalem, người dân gọi điện cho bạn bè và thân nhân ở những nơi khác tại Israel trao đổi về chuyện đang xảy ra. Chúng tôi có thể đánh giá tình hình một cách khách quan, nhưng trẻ em thì không, một người đàn ông giấu tên nói. Ông phát kẹo cho các cháu bé ở bãi đổ xe để các cháu không có ấn tượng xấu về tình huống này. Tuy nhiên, trẻ con vẫn khóc và một số gia đình tiếp tục tìm đến nơi trú ẩn giữa tiếng còi báo động. Một số người tỏ ra ngạc nhiên về mối đe dọa từ hỏa tiễn Iran, dù giới chức Israel đã liên tục phát cảnh báo trong hơn một tiếng. Sau khi còi báo động chấm dứt, thiếu niên 17 tuổi Alan quay lại cửa hàng nhỏ của mình. Đã 6 tháng từ khi tôi nghe tiếng còi báo động đầu tiên vang lên ở Jerusalem, Alan nói, nhắc đến vụ Iran tập kích Israel bằng thiết bị bay không người lái và hỏa tiễn đêm 13-14 tháng 4. Lúc đó tôi không thấy sợ, cậu bày tỏ. Khoảng 19 giờ 35 phút ngày 1 tháng 10, quân đội Israel thông báo phát hiện hỏa tiễn đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào nước này. Còi báo động vang lên khắp miền Trung và miền Nam Israel. Sau khoảng một tiếng, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của IDF thông báo người dân Israel có thể rời khỏi hầm trú bom. Thưa quý vị, trong khi Điện Kremlin tiếp tục đổ hàng tỷ rúp vào cuộc chiến ở Ukraine, một cuộc khủng hoảng cơ sở hạ tầng đô thị đang âm thầm diễn ra ngay tại trung tâm nước Nga. Tại thành phố Chekhov, cách thủ đô Moscow chỉ 60 km, các nhân viên trong lĩnh vực dịch vụ công cộng và nhà ở đã buộc phải xuống đường biểu tình để cảnh báo về thảm họa sắp xảy ra. Cuộc biểu tình này đã phơi bày những vấn đề nghiêm trọng mà Chekhov đang phải đối mặt. Các công nhân phàn nàn về mức lương thấp và thường xuyên bị trả chậm. Họ cũng mô tả tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, đến mức có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn trong mùa đông tới. Một công nhân đã chia sẻ, chúng tôi kêu gọi các vị hãy chú ý đến thành phố của chúng tôi, nơi đang hoàn toàn sụp đổ. Chúng tôi đang chìm trong nước thải. Mùa sưởi ấm sắp tới chắc chắn sẽ thất bại, người dân sẽ bị đóng băng, tất cả chúng tôi sẽ nghỉ việc và ra đi, và không ai có thể vận hành được những lò hơi này nữa. Tình trạng không chỉ giới hạn ở Chekhov.
Mùa đông năm ngoái, Nga đã chứng kiến một loạt tai nạn cơ sở hạ tầng nghiêm trọng trải dài qua nhiều khu vực. Nguyên nhân chính là do hệ thống dịch vụ công cộng và nhà ở lỗi thời không thể chịu đựng được nhiệt độ cực thấp và áp lực sử dụng cao. Hậu quả là hàng chục nghìn người đã phải sống trong điều kiện thiếu nhiệt và nước, dẫn đến sự bất mãn và các cuộc biểu tình. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Siberia và Viễn Đông, nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Một trong những thảm họa gây chú ý nhất là tai nạn ở Yakutsk, nơi người dân đã phải sống trong nhiều ngày không có hệ thống sưởi khi nhiệt độ xuống tới âm 50 độ C. Sự kiện ở Chekhov cho thấy vấn đề này không chỉ giới hạn ở các vùng xa xôi mà còn lan đến tận vùng ngoại ô Moscow. Điều này đặt ra câu hỏi về ưu tiên phân bổ nguồn lực của chính quyền Nga khi họ dường như tập trung vào các hoạt động quân sự ở nước ngoài trong khi bỏ qua những nhu cầu cơ bản của người dân trong nước. Tình trạng này cũng phản ánh một thực tế rộng lớn hơn về tình trạng cơ sở hạ tầng đang xuống cấp trên khắp nước Nga. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là hậu quả của nhiều thập niên đầu tư không đủ và quản lý kém hiệu quả. Trong khi nguồn lực quốc gia được tập trung vào các dự án quân sự và địa chính trị, những nhu cầu cơ bản của người dân dường như bị bỏ quên. Trong một diễn biến liên quan, từ trong tù, cựu chỉ huy ly khai Igor Strelkov, Gherkin, đã đưa ra một dự đoán đáng lo ngại về tương lai của Nga. Trong một bức thư được công bố trên kênh Telegram của ông vào ngày 1 tháng 10, Strelkov cảnh báo rằng đất nước có thể phải đối mặt với một thảm họa vào năm 2025 nếu tình hình hiện tại không được cải thiện. Strelkov, một cựu sĩ quan tình báo và là một nhân vật có tiếng nói trong giới ủng hộ chiến tranh ở Nga, đã chỉ trích chiến lược của Điện Kremlin khi đặt cược vào khả năng ông Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và buộc Ukraine đầu hàng. Ông cho rằng đây là một chiến lược thất bại ngay từ đầu và cảnh báo rằng nếu kịch bản này không xảy ra, Nga sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Về mặt chiến lược, mọi thứ đều tồi tệ, Strelkov viết. Nếu canh bạc với ông Donald Trump không thành công, năm tới hoặc thậm chí là cuối năm nay sẽ là một thử thách rất nghiêm trọng đối với nhà nước của chúng ta. Strelkov đổ lỗi cho chế độ Putin và phong cách lãnh đạo mang tính giả tạo của nó, khi mà trên giấy tờ mọi thứ ở Nga đều tốt đẹp, nhưng thực tế lại là một thảm họa. Ông chỉ ra rằng một phần đáng kể sức mạnh của Nga hóa ra chỉ là bong bóng và hiện tại nhu cầu của cuộc chiến vượt xa khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Phần lớn sức mạnh của chúng ta hóa ra chỉ là ảo tưởng và bây giờ nhu cầu của cuộc chiến vượt xa khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta và cuộc chiến đã tiêu tốn hoặc đang tiêu tốn toàn bộ kho dự trữ vũ khí mới. Cựu chỉ huy ly khai nhận xét, Strelkov cũng đề cập đến tổn thất nhân lực nghiêm trọng mà quân đội Nga đang phải gánh chịu ở Ukraine. Theo ông, Nga đã rơi vào bế tắc hoàn toàn trong cuộc chiến cả ở cấp độ chiến thuật lẫn chiến lược. Ông chỉ trích Điện Kremlin vì không muốn học hỏi từ những sai lầm và sửa chữa chúng. Dự đoán đáng lo ngại nhất của Strelkov là về khả năng Nga sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng giống như năm 1917, ám chỉ sự sụp đổ của nhà nước trong bối cảnh một cuộc nổi dậy quy mô lớn của nhân dân. Cuộc khủng hoảng hệ thống tổng thể về quân sự chính trị sẽ sớm chuyển thành khủng hoảng quân sự kinh tế, có thể sẽ giống như mẫu hình năm 1917 và chồng chéo lên đó là sự mệt mỏi ngày càng tăng do cuộc chiến vô nghĩa và không rõ mục tiêu, ông viết. Đến với một động thái đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vừa ký kết một hợp đồng trị giá 2,1 tỷ Mỹ Kim với Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Lockheed Martin để sản xuất hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Trident 2D5 được trang bị đầu đạn hạt nhân mới Warhead 93 Mark 7. Thông tin này được Ngũ Giác Đài công bố cho biết thêm rằng hợp đồng sẽ được hoàn thành vào ngày 30 tháng 9 năm 2029 và bao gồm cả việc cung cấp vũ khí này cho Vương quốc Anh. Đồng thời, Bộ Quốc phòng cũng cấp cho Lockheed Martin 1,16 tỷ Mỹ Kim để phát triển hệ thống lắp đặt hỏa tiễn Trident 2 và các nút điều hướng trên tàu ngầm với thời hạn hoàn thành là ngày 29 tháng 9 năm 2031. Hỏa tiễn Trident 2D5 là hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa 3 tầng được phóng từ tàu ngầm nguyên tử. Loại đạn này hiện đang được sử dụng bởi Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Hoàng gia Anh với tầm bắn tối đa lên đến 11.300 km. Việc Mỹ bắt đầu sản xuất đầu đạn hạt nhân mới W-93 cho hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa lần đầu tiên sau 40 năm đã được công bố vào tháng 4 năm nay. Quá trình phát triển đầu đạn này đã bắt đầu từ tháng 5 năm 2022 tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Los Alamos thuộc Bộ Năng lượng và không bao gồm các thử nghiệm hạt nhân. Theo thông báo từ Chính phủ và Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia NNSA, một năm trước, NNSA đã thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ tái khởi động sản xuất plutonium quy mô lớn và chế tạo hàng chục đầu đạn hạt nhân mới. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân
và việc Nga trên thực tế rút khỏi hiệp ước vũ khí chiến lược duy nhất còn lại vào thời điểm đó. NNSA tiết lộ kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng năm 80 lõi plutonium, một thành phần quan trọng của đầu đạn và bom chiến lược và chiến thuật. Trong năm 2023, NNSA đã chuyển giao cho Ngũ Giác Đài hơn 200 vũ khí hạt nhân đã được hiện đại hóa, theo lời của giám đốc tổ chức Jill Huruby. Bà cho biết đây là lô hàng lớn nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Vào tháng 10 năm ngoái, NNSA đã công bố việc sản xuất B-61-13, một phiên bản mới của bom nhiệt hạch có thể được mang bởi cả máy bay ném bom chiến lược và một số máy bay chiến đấu. Lô hàng đầu tiên của loại vũ khí này dự kiến sẽ được giao vào năm tài chính 2026. Những động thái này cho thấy Hoa Kỳ đang tích cực hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình, một phần là phản ứng trước những căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt là với Nga. Tuy nhiên, việc phát triển và sản xuất vũ khí hạt nhân mới cũng gây ra lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới và những rủi ro tiềm năng đối với ổn định chiến lược toàn cầu. Tiếp theo là bài luận đàm mang tên Thế giới nín thở khi Trung Đông bước vào kỷ nguyên mới. Mời quý vị cùng theo dõi. Vào tháng 2 năm 1992, Israel đã giết thủ lĩnh Hezbollah lúc bấy giờ, Abbas al-Mushawi, người đã lãnh đạo nhóm này chưa đầy một năm trước khi qua đời. Mushawi được thay thế bởi Hassan Nasrallah, một người được Mushawi bảo trợ về tôn giáo và chính trị. Trái ngược với nhiệm kỳ khá ngắn ngủi của người cố vấn, Nasrallah đã nắm quyền lãnh đạo tổ chức khủng bố này trong hơn 32 năm trước khi qua đời vào thứ Sáu. Sự lãnh đạo của ông đối với nhóm này đã ăn sâu vào tổ chức đến mức Hezbollah ngày nay thực sự là một tổ chức được thiết kế để hoạt động như một phần mở rộng trực tiếp của chính Nasrallah. Những kẻ khủng bố không ngang hàng. Nasrallah không phải là Osama Bin Laden, ẩn náu trong các hang động và tại một khu nhà ở nông thôn. Hezbollah cũng không phải là một nhóm khủng bố cấp tiếng biệt lập. Nó là một phần trực tiếp của xã hội và chính phủ Liban, khiến nhiều người dân Liban và thế giới Ả Rập kinh hoàng. Nasrallah không chỉ là thủ lĩnh của một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm và chết chóc nhất thế giới, mà còn là một nhân vật chính trị có trách nhiệm đáng kể về tôn giáo, tài chính và quản lý. Xin mến chào quý vị đang đến với chương trình Luận đàm thời sự của The Saigon Post. Tiếp nối phần mở đầu ở trên, chúng ta đều biết rằng cái chết của Nasrallah hứa hẹn sẽ thay đổi căn bản nền chính trị ở Liban, có khả năng tương lai của nhóm này với tư cách là đồng minh quan trọng nhất của Iran trong khu vực và cách Israel nhìn nhận nhóm này. Cái chết của ông tạo ra ba tình thế khó xử liên quan đến nhau đối với Hezbollah, Iran và Israel, từ đó sẽ quyết định liệu khu vực này có bùng nổ xung đột hay không và định hình diện mạo của nó trong nhiều năm tới. Thế tiến thoái lưỡng nan của Hezbollah. Ngay cả trước khi Nasrallah qua đời, giới lãnh đạo Hezbollah đã phải đối mặt với một câu đố. Nasrallah háo hức thể hiện sự ủng hộ tích cực cho Hamas, trong khi không thực hiện các hành động gây chết người quá mức đến mức có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện với Israel. Nasrallah đã học được từ sai lầm đã dẫn đến cuộc chiến năm 2006. Quyết định của ông ta là gửi các chiến binh Hezbollah qua biên giới Israel để bắt cóc binh lính, lực lượng phòng vệ Israel đã dẫn đến một cuộc chiến kéo dài 34 ngày không chỉ tàn phá Hezbollah mà còn tàn phá phần lớn Liban. Hezbollah và đặc biệt là Nasrallah bị phần lớn xã hội Liban đổ lỗi nặng nề cho sự sụp đổ mà họ phải gánh chịu. Hơn 18 năm sau, vào thời điểm nền kinh tế Liban đang trong tình trạng đổ nát, hệ thống tài chính, điện và lương hưu đều phá sản và hàng hóa cơ bản khan hiếm. Nasrallah không muốn bị coi là chịu trách nhiệm phá hoại thêm nữa nhà nước Liban nói chung bằng cách khiêu khích hoặc xúi dục chiến tranh với Israel. Nhưng nhiều thành viên cấp cao của Hezbollah, bao gồm hàng ngàn chiến binh đã chiến đấu ở Syria, có lẽ không hài lòng với việc hạn chế sự ủng hộ của họ đối với Hamas trong các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào miền Bắc Israel. Sự thất vọng đó đã tăng lên trong 2 tháng qua khi Israel trả đũa một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Hezbollah khiến 12 trẻ em thiệt mạng ở Maidel Sham, Israel hồi cuối tháng 7. Trong 10 ngày qua, Israel đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công leo thang, kích nổ máy nhắn tin do hàng ngàn thành viên Hezbollah mang theo.
sau đó kích nổ bộ đàm mà nhóm này sử dụng vào ngày hôm sau. Tiếp theo là thực hiện hơn 1.000 cuộc tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah, trước khi cuối cùng giết chết Nasrallah. Việc Hezbollah sẽ thể hiện sự kiềm chế ngay bây giờ sau khi thủ lĩnh của họ trong 32 năm bị ám sát là rất khó xảy ra. Làm như vậy sẽ gây nguy hiểm cho tính hợp pháp của nhóm trong mắt các chiến binh và những người ủng hộ của chính họ. Hơn nữa, bất kể thủ lĩnh mới của nhóm là ai, thì các phó thủ lĩnh Naim Qassem và Hashem Safieddine, những người đứng đầu hội đồng điều hành của Hezbollah, nếu không bị giết trong vụ tấn công, nên được coi là những ứng cử viên hàng đầu, sẽ cần phải củng cố sự ủng hộ càng nhanh càng tốt. Việc do dự hoặc từ chối phản ứng theo cách có ý nghĩa và đầy đủ sẽ làm suy yếu mục tiêu đó. Về mặt chiến lược, các sự kiện trong vài tháng qua đã chứng minh rằng Hezbollah không thể ngăn cản Israel tấn công nhóm này. Việc không phản ứng có ý nghĩa đối với cái chết của Nasrallah có thể bị giới lãnh đạo của nhóm coi là đang mời gọi các cuộc tấn công bổ sung rộng hơn. Và nếu Hezbollah cảm thấy ngày càng bị dồn vào chân tường bởi các cuộc tấn công của Israel, như có lẽ họ cảm thấy khi giới lãnh đạo của họ bị tiêu diệt và các phản ứng cho đến nay vẫn không hiệu quả, thì họ có thể hạ thấp tiêu chuẩn không chỉ cho sự trả đũa có ý nghĩa, mà còn cho một phản ứng động lực có thể được coi là quá mức hoặc thậm chí là phi lý. Bản chất chính xác của phản ứng của Hezbollah có thể vẫn là một câu hỏi mở, cũng như liệu họ có hành động một mình hay không. Houthi và các nhóm chiến binh Shia ở Iraq và Syria chắc chắn sẽ hoan nghênh cơ hội tham gia vào nỗ lực tấn công Israel dữ dội. Nhưng điều quan trọng nhất là Iran. Tình thế khó xử của Iran. Khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị giết tại Tehran cách đây gần 2 tháng, các nhà lãnh đạo thế giới đã cảnh báo rằng phản ứng của Iran có nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh khu vực. Hoa Kỳ, quốc gia đã dành phần lớn thời gian trong năm ngoái để cố gắng ngăn chặn một cuộc xung đột khu vực, đã hành động. Thông qua cả ngoại giao và cảnh báo quân sự, họ đã giúp ngăn chặn phản ứng ngay lập tức của Iran đối với vụ ám sát Haniyeh. Cái chết của Nasrallah là một đòn nặng nề hơn đối với Iran, mặc dù sự việc xảy ra bên ngoài Iran, nhưng có khả năng nó không chỉ được xem xét qua lăng kính chuyên môn mà còn qua lăng kính cá nhân. Nasrallah và lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã biết nhau trong 4 thập niên và không chỉ chia sẻ một hệ tư tưởng chính trị mà còn là một hệ tư tưởng tôn giáo. Hezbollah chấp nhận khái niệm Velayat e-Faqih hay người bảo vệ luật gia của Iran, một hệ thống hiến pháp phụ thuộc vào một cấu trúc thần quyền mà Hezbollah cũng chấp nhận lãnh tụ tối cao của Iran là thẩm quyền tối cao. Hơn nữa, cần lưu ý rằng tướng Abbas Nilforushan, phó chỉ huy các hoạt động của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào Nasrallah. Các nhà lãnh đạo IRGC có thể coi cái chết của Nilforushan là một lý do nữa để phản công. Họ có thể làm như vậy bằng cách nào? Thực tế là mặc dù các nhà lãnh đạo Iran thực sự thương tiếc sự mất mát của Nasrallah và Nilforushan, ưu tiên hàng đầu của Tehran vẫn là sự ổn định và an ninh của chế độ. Iran cũng như bất kỳ bên nào ở Trung Đông đều không muốn tham gia vào một cuộc chiến tranh toàn diện, rộng lớn và không có lý do chính đáng. Sự phô trương sức mạnh của Iran ở Trung Đông phụ thuộc vào các lực lượng ủy nhiệm của họ. Thành công thảm khốc của cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 của Hamas đã tập trung lại sự chú ý của Israel vào nhóm này theo cách mà họ chưa từng làm trong nhiều năm. Sự mất mát lớn sau đó về sinh mạng của những người Palestine vô tội và sự hủy diệt hoàn toàn của Gaza là những thực tế kinh hoàng của cuộc chiến sẽ còn vang vọng trong nhiều năm tới. Nhưng thực tế là Hamas, mặc dù không bị phá hủy, đã bị suy yếu nghiêm trọng. Lực lượng chiến đấu của họ đã chứng kiến hơn 17.000 người thiệt mạng và hàng ngũ lãnh đạo của họ đã bị tiêu diệt. Các đối tác khủng bố và đại diện của Iran ở Gaza, Bờ Tây, Yemen, Iraq và Syria có mức độ phản ứng và kết nối khác nhau với Iran, phản ánh các mối quan hệ chính trị, tôn giáo và các mối quan hệ khác nhau. Nếu những đại diện đó không còn khả dụng để ngăn chặn một cuộc tấn công của Israel, thì an ninh trong nước của Iran, bao gồm cả chương trình hạt nhân của nước này, chưa nói đến sự ổn định của chế độ, sẽ trở nên bấp bênh hơn. Đó là lý do tại sao Iran gần như chắc chắn đã do dự để Hezbollah đóng vai trò lớn hơn trong cuộc xung đột sau ngày 7 tháng 10. Sau vụ ám sát Nasrallah, các nhà lãnh đạo Iran sẽ phải vật lộn để cân bằng một cách thích hợp mức độ tham gia của họ vào phản ứng tức thời, bất chấp tình cảm cá nhân của họ đối với nhà lãnh đạo Hezbollah.
Tuy nhiên, nếu Iran từ chối tham gia đáng kể vào phản ứng này, họ có thể vô tình tạo điều kiện cho Israel tiếp tục làm suy yếu Hezbollah, đối tác quân sự quan trọng nhất của Iran về mặt tổ chức và khả năng chỉ huy. Trong số tất cả các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm của Iran, Hezbollah nhận được nhiều tài trợ nhất và được trang bị vũ khí hiện đại nhất. Có thể nói, Hezbollah chính là mũi nhọn tấn công của Iran. Việc tung ra một phản ứng rộng rãi và dữ dội sẽ gây ra một cuộc chiến tranh khu vực lớn hơn, phản ứng chính xác mà nhiều người ở Israel đang hy vọng. Bằng cách gây ra một cuộc chiến rộng lớn, Iran có thể buộc Israel phải trả giá đắt hơn cho hành động của họ. Đồng thời, điều này cũng giúp Iran củng cố vị thế của mình đối với các lực lượng đồng minh trong khu vực. Iran có lý do để lo ngại rằng, nếu Israel không phải chịu hậu quả nghiêm trọng cho các hành động của họ, họ có thể sẽ mạnh dạn tấn công trực tiếp vào Iran trong tương lai gần. Vì vậy, bằng cách phản ứng mạnh mẽ, Iran muốn gửi một thông điệp rõ ràng, mọi hành động chống lại họ và các đồng minh đều sẽ phải trả giá đắt. Đây là cách Iran có thể đang suy tính để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo từ phía Israel. Tuy nhiên, chiến tranh với Israel mang lại rủi ro rất lớn. Tehran và Hezbollah có thể gây ra một số thiệt hại ngắn hạn, nhưng như đã chứng minh xuyên suốt nhiều thời kỳ biến động, Israel không chỉ đơn giản là có lợi thế về mặt quân sự. Phản ứng quân sự của Iran đối với cái chết của Nasrallah khó có thể dẫn đến việc khôi phục hoàn toàn khả năng răn đe đối với Israel, và Tehran sẽ phải tính đến thách thức khi tiến hành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn hiện nay mà có lẽ họ không thể giành chiến thắng về mặt quân sự hoặc ngoại giao. Điều đó có nguy cơ gây nguy hiểm cho mục tiêu chính của Cộng hòa Hồi giáo là an ninh chế độ. Thế tiến thoái lưỡng nan của Israel. Chưa đầy 2 tuần sau khi bắt đầu cuộc chiến với Hamas, một số quan chức Israel, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng hiện tại Yoav Gallant, đã ủng hộ một cuộc tấn công phủ đầu vào Hezbollah, coi mối đe dọa từ nhóm này đáng lo ngại hơn với Hamas. Gallant đã bị bác bỏ và cuộc chiến ở Gaza vẫn là trọng tâm của Israel. Ngay cả khi một loạt hỏa tiễn bắt đầu rơi hàng ngày ở miền Bắc Israel và hàng chục nghìn người Israel từ khu vực này buộc phải rời bỏ nhà cửa. Ngày nay, hầu hết các nhà lãnh đạo Israel trên khắp quan phổ chính trị đều coi tình hình ở phía Bắc đất nước là không thể chấp nhận được. Các gia đình đã xa nhà gần một năm, trẻ em xa trường. Những gì Israel đang yêu cầu và đã yêu cầu trong nhiều tháng là không gian chứ không phải lãnh thổ. Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua sau cuộc chiến năm 2006 giữa Israel và Hezbollah, quy định rằng không có nhóm vũ trang nào ngoài lực lượng vũ trang Liban và lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL, được phép ở phía nam sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 18 dặm. Tuy nhiên, nghị quyết của Hội đồng Bảo an chưa bao giờ được thực hiện đầy đủ và quyền kiểm soát khu vực của Hezbollah hiện vẫn còn nguyên vẹn. Israel không tìm cách chiếm đóng miền Nam Liban, họ chỉ muốn lực lượng Radwan của Hezbollah, tương đương về mặt khái niệm với lực lượng tác chiến đặc biệt của Hoa Kỳ, di chuyển quân nhân của họ ra khỏi đường xanh, biên giới do Liên Hợp Quốc phân định giữa Israel và Liban, ít nhất 10 km. Hoa Kỳ và Pháp, nổi bật nhất, đã cố gắng trong nhiều tháng để làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm mục đích này. Israel tin rằng làm như vậy sẽ cho phép dân thường ở phía bắc đất nước trở về nhà và không còn nằm trong phạm vi tấn công bằng hỏa tiễn của Hezbollah. Áp lực chính trị lên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để giải quyết tình hình này trở nên cấp bách hơn sau khi năm học bắt đầu mà người dân không thể trở về nhà. Một thực tế đã dẫn đến sự tức giận đáng kể của người dân phía Bắc vào mùa xuân năm ngoái. Với Hezbollah đã bám rễ ở biên giới, có hai cách để xem xét hành động quân sự của Israel trong vài tháng qua. Cái thứ nhất là áp lực của Israel là một nỗ lực nhằm hạ nhiệt bằng cách leo thang, tăng áp lực lên Hezbollah để nhóm này quyết định rằng các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của họ không còn đáng giá nữa và tránh xa cuộc chiến ở Gaza. Về lý thuyết, điều này sẽ cho phép nhóm này lùi lại những km cần thiết, xoa dịu căng thẳng và giảm khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh rộng lớn. Các quan chức Israel lập luận rằng Nasrallah và người đã kết nối các tình huống ban đầu và từ chối nhượng bộ về vấn đề này. Việc giết chết ông làm dấy lên khả năng, dù xa vời, rằng một người thay thế sẽ có lập trường thực dụng hơn. Tuy nhiên, một phần của vấn đề là tình trạng hiện tại không chắc chắn của bộ máy chỉ huy và kiểm soát của Hezbollah, vốn trước đây là tốt. Nhưng trong vài tháng qua, Israel đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh Hezbollah hơn trong vài thập niên qua. Sự vắng mặt của Nasrallah, đặc biệt là nếu các thủ lĩnh cấp cao khác bị giết vào thứ Sáu, có thể có nghĩa là bộ máy chỉ huy và kiểm soát của Hezbollah không còn tốt như trước nữa.
các chỉ huy chiến trường cấp trung ở phía Nam có thể không phản ứng tốt với các mệnh lệnh của các thủ lĩnh mới. Và việc đưa Hezbollah trở lại biên giới có thể không phải là điều tự động, ngay cả khi một thủ lĩnh mới đồng ý với động thái này. Quan điểm thứ hai về các hoạt động quân sự của Israel trong 2 tháng qua là tất cả đều là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn nhằm vào sự thất bại chiến lược của Hezbollah. Hezbollah đại diện cho một mối đe dọa đã trở nên không thể chấp nhận được, không chỉ đối với miền Bắc Israel mà còn đối với toàn bộ dân số. Và kho vũ khí của nhóm nhờ có Iran cung cấp cho Hezbollah khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở Israel. Nếu phản ứng từ Hezbollah và Iran trước cái chết của Nasrallah quá dữ dội đến mức thực sự châm ngòi cho một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn, thì tình thế tiến thoái lưỡng nan trước mắt của Israel có thể là một trong những chiến thuật quân sự. Mặc dù Israel có thể thích một chiến dịch chỉ dùng không quân, nhưng quân đội của họ gần như chắc chắn đã phát triển các kế hoạch nếu cần để đưa quân bộ binh vào để đẩy lực lượng Radwan ra khỏi đường xanh nếu cần thiết. Nhưng việc đưa quân bộ binh vào Liban có nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh kéo dài trong một môi trường mà kẻ thù hiểu rõ hơn. Và vào thời điểm mà lực lượng quân sự chủ động và dự bị của Israel đã kiệt sức vì cuộc chiến ở Gaza. Giả sử Israel thành công trong việc đẩy Hezbollah ra xa biên giới, một câu đố mới sẽ nảy sinh. Làm sao để bảo đảm thành công đó là lâu dài? Không rõ Israel có chiến lược cuối cùng để giải quyết vấn đề này hay không. Sau khi không thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Israel khó có thể coi một nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc là một sự bảo đảm đủ. Điều đó để lại 3 lựa chọn. Thứ nhất là một lực lượng quốc tế chẳng hạn như một lực lượng UNIFIL tăng cường với nhiệm vụ thực thi, chứ không chỉ giám sát biên giới, một ý tưởng mà các quốc gia đóng góp quân đội sẽ miễn cưỡng đồng ý. Thứ hai là Israel chiếm đóng miền Nam Liban, điều mà ngay cả Israel cũng không muốn vì biết rằng nó sẽ báo hiệu nhiều năm gia tăng các mối đe dọa khủng bố. Cuối cùng là một giải pháp biên giới công nghệ để giám sát cả hoạt động trên mặt đất và dưới lòng đất, kết hợp với quyền tự do hành động của Israel nếu lực lượng vũ trang Liban không hành động để loại bỏ các mối đe dọa đã biết trong khu vực. Một kỷ nguyên mới. Cái chết của Nasrallah đánh dấu cả sự kết thúc của một kỷ nguyên và sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Nếu sự lãnh đạo của ông trong 32 năm qua báo hiệu những gì sẽ xảy ra tiếp theo, thì đó sẽ là một giai đoạn xung đột khu vực ngang bằng, nếu không muốn nói là lớn hơn. Khi Iran và Hezbollah tiếp tục ưu tiên mong muốn lịch sử của họ là xóa bỏ vĩnh viễn nhà nước Israel hơn là phúc lợi của người dân Iran và Liban. Tuy nhiên, thách thức cơ bản đối với Israel là trong một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn, rào cản thành công đối với Iran và Hezbollah thấp hơn đáng kể so với Israel. Iran sẽ thành công nếu có thể tấn công thành công vào Israel và gây ra thiệt hại. Rào cản thành công đối với Hezbollah là gây ra thiệt hại ở Israel và tồn tại với cốt lõi của nhóm còn nguyên vẹn. Trong khi đó, Israel vẫn duy trì các mục tiêu tối đa, bao gồm cả những gì Netanyahu gọi là nhu cầu làm suy yếu Hezbollah, cho đến khi nó không còn gây ra mối đe dọa nữa, tương tự như cách ông coi thành công ở Gaza chỉ đạt được thông qua chiến thắng hoàn toàn. Một cuộc xung đột quân sự toàn diện giữa Israel và các đối thủ của họ sẽ gây ra nhiều mức độ tàn phá khác nhau đối với dân số và cơ sở hạ tầng của Liban, Iran và Israel, cũng như Iraq, Syria, Yemen và vận tải biển đỏ. Nhưng Israel, Iran và Hezbollah cũng phải đối mặt với những thách thức từ việc không sử dụng các khả năng mà họ có. Sự kiềm chế như vậy có nguy cơ cho phép những gì mà mỗi bên coi là mối đe dọa đối với dân số và an ninh của họ tiếp tục tồn tại mà không bị ngăn chặn và thách thức. Cách các bên này giải quyết những tình thế khó khăn về mặt chiến lược trong những ngày tới sẽ quyết định liệu Trung Đông và thế giới có thể tránh được nguy cơ rơi vào một cuộc xung đột thảm khốc hay không. Kính thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.